Hello cả nhà, đây em lên cả nhà một con đồng hồ Casio G-Shock chính hãng luôn nha, sản xuất tại Thái Lan. Size ngang là 51 nha cả nhà. Có đèn tự động nè, chạy 3 kim và điện tử nha. Cây kim nhỏ là cây kim xăng để đo tính vận tốc nha cả nhà. Đó. Còn đẹp nguyên rin luôn. Đây, đầy đủ chức năng luôn, đèn tự động luôn nha. Đây, các chức năng như sau: bấm giờ thể thao nè, có tính vận tốc nha cả nhà. Còn đây là đếm ngược đồng hồ cát thể thao, giờ thế giới, có báo thức, báo tiếng, lịch vạn niên luôn nha cả nhà. Size này rất là to nha. Đây đèn đây. Đó. Em